Tại sao bà Trương Mỹ Lan rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng để làm gì? Cả xóm bàng hoàng khi nghe tin ba cha con tử nạn vì lật thuyền. Dòng tin nhắn cuối cùng của đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Khởi tố thầy bói giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ. Bộ Giáo dục đề xuất thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 theo hình thức mới. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền cực khủng từ những sai phạm của ngân hàng SCB gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo thông tin, bà Lan đã rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để dùng cho mục đích cá nhân. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong số 85 bị can có 41 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB và nhiều cán bộ cấp cao khác đều đối diện với các tội danh nghiêm trọng liên quan tới tham ô tài sản, nhận hối lộ và vi phạm quy định ngân hàng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm chủ tịch, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn với hơn 1.000 công ty con và thành viên. Hệ sinh thái của tập đoàn này được chia thành 4 nhóm, trong đó nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, bao gồm ngân hàng SCB, được coi là quan trọng nhất. Bà Lan đã sử dụng quyền lực của mình để biến ngân hàng SCB thành công cụ tài chính phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà sở hữu 91,5% cổ phần của SCB, mặc dù không trực tiếp tham gia vào quản lý ngân hàng. Để chi phối hoạt động của ngân hàng, bà Lan tuyển chọn những người thân tín và có kinh nghiệm để giữ vị trí chủ chốt vì vậy bà lan bị cáo buộc đã sử dụng ngân hàng scb để huy động vốn từ người dân và tổ chức sau đó sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân của mình bằng cách lập hồ sơ vay vốn giả mạo bà lan đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng scb các hành vi phạm tội của bà lan được đánh giá là được tổ chức và chuẩn bị hết sức công phu tỉ mỉ có kịch bản chi tiết Ngoài ra, người này đã tận dụng nhiều chiêu trò để tránh kiểm soát của cơ quan quản lý, đặc biệt là việc sử dụng hàng nghìn pháp nhân và cá nhân đứng tên giả mạo để giấu dòng tiền và tránh kiểm tra. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Bà còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn kết luận rằng, mặc dù không giữ chức vụ ở SCB, sang bà Lan là người chi phối, lãnh đạo và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Điều tra cũng chỉ ra rằng, từ năm 2020, bà Lan yêu cầu lãnh đạo SCB lập một số đơn vị có chức năng cho vay trực thuộc hội sở nhằm tránh sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho hơn 1.366 khách hàng, bao gồm 710 cá nhân và 656 tổ chức. Nhóm của bà Lan chiếm hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân là hơn 1.066.000 tỷ đồng. Bà Lan còn bị cáo buộc đã sử dụng nhiều chiêu trò để tránh sự kiểm soát, bao gồm việc chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma để sau đó rút mặt bằng và cắt đứt dòng tiền. Theo đánh giá, đây là một vụ án phức tạp liên quan tới việc lạm dụng quyền lực và chiếm đoạt tài sản lớn thông qua các hành động pháp lý và tài chính để không bị bỏ lọt tội phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, vụ việc ba bố con tử nạn khi đang đi đánh cá do lật thuyền khiến cho nhiều người không khỏi xót xa cho số phận của các nạn nhân. Chỉ sau một đêm, gia đình xóm làng nạn nhân mất đi ba người, khiến những người hàng xóm thân thiết không khỏi bàng hoàng theo đó người dân sống xung quanh nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến cho ba cha con tử vong ai cũng bàng hoàng xót xa nhắc tới cuộc sống làng quê của ba bố con nạn nhân bà minh người hàng xóm chia sẻ đập nước này được cải tạo từ nhiều năm qua khu vực ba cha con bị nạn khi đi thuyền có mực nước sâu nhất hồ cả gia đình vợ chồng con cái còn nhỏ đều sống hiền lành ai cũng quý mến ai ngờ cả ba cha con tử nạn thật thương tâm Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thành cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, anh Phạm Hữu Trung, sinh năm 1984 và hai người con là Phạm Hữu Quý, sinh năm 2017 và Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 2018, trú tại xóm 6 xã Nam Thành, huyện Nam Đàn, đi thuyền trên đập rào băng, không may bị lật thuyền khiến ba cha con chìm sâu trong nước thông tin ban đầu vào giờ trên anh tê nhận được thông tin có người đang bắt trộm cá của gia đình nhận thầu nuôi ở đập rào băng nên đã cùng với hai con đi thuyền máy ra để kiểm tra vị này thông tin khu vực xảy ra tai nạn có ít người dân sinh sống chủ yếu là các trang trại nuôi trồng thứ bảy là ngày nghỉ các con không đi học nên theo cha lên thuyền vậy nhưng không ngờ ngày định mình ấy đã khiến cho dòng nước nhấn chìm người bố cùng với hai đứa trẻ thơ ngây ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Ông Khoa cho biết thêm về quá trình tìm kiếm các nạn nhân. Do mực nước sâu nên phải dùng xuồng thả móc câu để tìm kiếm các nạn nhân. Trong quá trình kéo dài gần 23 giờ, phát hiện anh Trung đã tử vong rồi tìm thấy chiếc thuyền bị lật. Đến dạng sáng ngày 19 tháng 11, tìm thấy được hai đứa trẻ tội nghiệp. Hiện gia đình cùng chính quyền địa phương đang chuẩn bị lo hậu sự và dự kiến ngày mai sẽ đưa ba bố con anh Trung về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Hình ảnh ba cha con nằm lạnh lẽo trên nền đất khiến cho ai nấy cũng phải rơi nước mắt vì quá thương xót. Chỉ mới đây thôi, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và tình yêu thương ấm áp của người bố, giờ đây trở nên hưu quạnh đến đáng sợ. Thay vào đó là tiếng khóc, nỗi đau của người thân, người vợ anh Trung khi âm dương cách biệt, tiễn đưa chồng và hai con đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Cầu tang nối dài từ đầu ngõ đi vào nhà ba cha con anh Trung. Những người hàng xóm sang nhà anh Trung để cùng hỗ trợ, chia buồn cùng gia đình qua vụ việc chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân trong vụ việc vừa qua tai nạn sông nước vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối khi rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra sau sự việc này mỗi người dân khi di chuyển trên sông hồ thậm chí là cả những ngư dân biết bơi cũng cần phải trang bị những thiết bị cứu hộ như phao hoặc áo phao để đề phòng bất chắc xảy ra liên quan tới vụ chiến sĩ công an trần trung hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở hà tĩnh được hàng trăm người dân đồng đội thân nhân đến làm lễ đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn kể về dòng tin nhắn cuối cùng với chồng vợ đồng chí hiếu không thể quên được từng lời dặn dò lời hứa của chồng hết đợt làm việc này sẽ đưa cả gia đình đi du lịch xa một chuyến vậy nhưng những kế hoạch giang dở ấy chỉ còn lại trong tiềm thức của phụ nữ quá chồng Chiều ngày 18 tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân cùng cấp ủy chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ, bạn bè, thân tộc, gia đình người thân đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Trần Trung Hiếu. Rất đông người dân đã đến viếng, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm cao cả của Đại úy Hiếu và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ. Tại đám tang, chị Hà Thị Cẩm Tú, sinh năm 1993, vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu, được người thân và đồng đội của chồng dìu đi trong tiếng nấc nghẹn. Chị không thể tin được, chỉ trong nháy mắt, người chồng ấm áp ngày nào đã ra đi mãi mãi, để lại chị cùng hai đứa con nhỏ bơ vơ. Người vợ trẻ vẫn chưa thể chấp nhận nỗi mất mát lớn khi chồng, bố của hai con đột ngột ra đi. Nhớ về dòng tin nhắn cuối cùng của anh dành cho chị vào chiều ngày 13 tháng 11, chị Tú không thể kìm nổi dòng nước mắt của mình. Trong tin nhắn qua mạng xã hội là hết đợt làm việc này sẽ đưa cả gia đình đi du lịch xa một chuyến. Chị Tú nhớ lại lời chồng và lời hứa ấy mãi mãi nằm lại trong những dòng tin nhắn. Chị Tú dặn chồng, còn súng nhựa để chơi bán nước cho thỏ và mận, bố đừng quên nha. Và sau đó đại úy nhắn lại, quên sao được, tối nay bố mua luôn. Vậy nhưng dòng tin nhắn ấy mãi mãi sẽ dừng lại tại đó, lời hứa ngày nào của đồng chí Hiếu dành cho vợ con chẳng thể nào thực hiện được nữa. Nhìn hoàn cảnh của vợ con người chiến sĩ quá cố Trần Trung Hiếu khiến ai nấy trong tang lễ không khỏi xót xa và đau lòng. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng những đồng đội đến thắp hương cho Đại úy Trần Trung Hiếu, nén hương, ghi lại những dòng tiễn biệt đầy xúc động. Trong cuốn sổ tang, Đại tá Nguyễn Hồng Phong ghi, nhận thông tin em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bàng hoàng, không ai tin là sự thật. Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em, đại úy Trần Trung Hiếu, chung với đảng, hiếu với dân. Cảm ơn em đã tận tâm, tận lực, Hy sinh thân mình vì bình yên hạnh phúc của nhân dân, xin hứa với em, người đồng đội trẻ tuổi, anh em cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi xã hội để sự hy sinh của em thêm ý nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sau lễ truy điệu, hàng trăm người dân đã cùng người thân, đồng đội tiễn đưa đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Qua đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đồng chí Trần Trung Hiếu đã dũng cảm hy sinh anh dũng cho sự nghiệp nước nhà, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, hy vọng gia đình sẽ sớm có thể vượt qua nỗi đau thương mất mát này để quay trở lại cuộc sống bình thường. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã giả danh làm thầy bói để tiếp cận nhiều phụ nữ, qua đó dở thủ đoạn đòi tiến cúng tiền cực lớn. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, chị CTD, sinh năm 2002, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trình báo về việc đối tượng có tài khoản Facebook là Mạnh Đức, giả danh thầy bói lừa đảo. Cụ thể, đối tượng chủ động nhắn tin đến tự giới thiệu có khả năng xe bói và nói với chị Đê rằng chị này hiện có vong thai đang theo. Sau đó, đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền để cúng giải vong. Chị Đê tin tưởng và chuyển tiền 3 lần qua tài khoản của Đức với tổng số tiền là 8 triệu 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền, Đức đã chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Cũng thủ đoạn tương tự, đối tượng Đức đã chiếm đoạt tiền của chị TTKH sinh năm 1993, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 16 triệu 300 nghìn đồng và một số phụ nữ khác. Nắm bắt được thông tin, cơ quan công an đã tiến hành điều tra về hành vi của đối tượng tại cơ quan công an đối tượng đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cụ thể do thường xuyên đánh bạc trên mạng bị thua để có tiền tiêu xài đối tượng nảy sinh ý định làm quen với các tài khoản nữ giới trên mạng xã hội facebook tự giới thiệu bản thân có khả năng xem bói đức đã lấy một số hình ảnh về bói toán trên mạng để tạo niềm tin qua trò chuyện đức sẽ nói với những người phụ nữ mà đối tượng quen trên mạng rằng họ từng xảy thai nên bị vong thai theo khi những người phụ nữ này tin tưởng đức yêu cầu họ chuyển tiền qua tài khoản cho đối tượng để cúng giải vong rồi chiếm đoạt số tiền với thủ đoạn tinh vi đối tượng đức đã lợi dụng lòng tin của nhiều phụ nữ để chiếm đoạt tài sản trước đó đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra mỗi người dân cần nên tỉnh táo không nên tin vào những lời mời chào của những gã thầy bói giả buôn thần bán thánh khiến cho nhiều người tiền mất tật mang Hiện vụ việc trên đang tiếp tục được Công an huyện Bình Xuyên điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo phương án 2 cộng 2, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Theo đó, trong năm tới, các thí sinh có thể thi tốt nghiệp với tổng số môn là 4. Trước đó vào ngày 14 tháng 11, tại cuộc họp Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đa số ý kiến thành viên hội đồng ủng hộ phương án 2 2, thi hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn. Cụ thể, mỗi thí sinh thi 4 môn, gồm thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán và được lựa chọn hai môn trong lớp 12: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo các thành viên hội đồng, phương án hai cộng hai có nhiều ưu việt như đáp ứng chủ trương giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, không gây nên sự mất cân bằng giữa việc chọn khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên, tạo điều kiện giúp học sinh phát huy năng lực, sở trường theo đúng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả lấy ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trong quá trình khảo sát, 17.981 giáo viên, gần 60% chọn phương án 2 cộng 2, đồng thời phần lớn các chuyên gia, địa phương đồng thuận với phương án này. Mỗi năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đề xuất các phương án thi tốt nghiệp khác nhau nhằm đảm bảo tính công bằng và kiến thức cho mỗi thí sinh. Liệu rằng phương án cuối cùng được chọn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2025 là gì? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Thông tin từ công an quận Tây Hồ, một người đàn ông sống tại cầu giấy đã trả lại số tiền hơn nửa tỷ đồng cho hai du khách người Trung Quốc khi đi du lịch ở Hà Nội. Theo đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Trung, sinh năm 1959, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đến công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, trình báo việc ông nhặt được một chiếc túi sách màu đen, bên trong có 5.135 đô la Mỹ, 1.180 đô la Hồng Kông, 9.000 nhân dân tệ, ba thẻ tín dụng, hai hộ chiếu Trung Quốc và một số đồ dùng cá nhân khác, tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo đội an ninh phối hợp với công an phường Yên Phụ xác minh tìm chủ sở hữu và 12 người Trung Quốc bị đánh rơi tài sản đến làm việc và nhận lại tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai cho biết đến Việt Nam để du lịch, khi đi tham quan chùa Trần Quốc đã để quên túi sách, bên trong có các đồ vật và tài sản như trên. Công an quận Tây Hồ đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho hai du khách Trung Quốc theo quy định. Nhận lại tài sản, hai du khách Trung Quốc đã rất vui mừng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Trung, người đã nhận được tài sản và đã có hành động đẹp khi giao nộp cho cơ quan công an. Đồng thời, hai du khách cũng đã cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ công an phường Yên Phụ, công an quận Tây Hồ giúp đỡ họ nhận lại được tài sản một cách nhanh chóng. Để lan tỏa việc làm tốt đẹp và ý nghĩa của ông Nguyễn Trung, công an quận Tây Hồ đã đề xuất các cấp, khen thưởng biểu dương hành động đẹp của ông Trung, đó là tấm gương sáng về lòng trung thực, nhân văn, đáng trân trọng và lan tỏa trong cộng đồng. Cuối chương trình là tình hình thời tiết sắp tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 23 tháng 11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến cho nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển mưa rẻ rác. Đáng lưu ý, trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Trong hôm nay, mức nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ vẫn từ 13 đến 16 độ, riêng khu vực vùng núi từ 11 đến 14 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ở Bắc Trung Bộ từ 14 đến 17 độ C do ban ngày trời nắng tiếp tục tăng nhẹ với 25 đến 27 độ C, còn ban đêm lại hạ thấp như trên nên sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở bắc bộ khá lớn, cảm giác rét sâu. Ngoài ra, tây nguyên và nam bộ vẫn khả năng có mưa rào vài nơi về chiều tối, còn từ sáng đến chiều trời nắng, thành phố hồ chí minh và các nơi khác ở nam bộ khá nóng với nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Riêng Tây Nguyên nhờ địa hình nên bầu không khí dễ chịu hơn, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ C. Theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%. Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đáng lưu ý, trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn. Đồng thời, ông Lâm cảnh báo từ nay đến tháng 2 năm 2024, thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và rông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.